Thưa quý khán giả, nước Nga mới vừa tiên hạ thủ vi cường, tung ra một thuốc chủng ngừa vaccine cháy hàng, thế giới rúng động. Ở bên nước Nga người ta cho là free, nhưng mà qua Mỹ tính ra thì 2 đồng một mũi. Nhưng mà nước Mỹ, Tổng thống Trump cũng như là bác sĩ Hữu đây nhất định là không mua. Có bao giờ mua của Nga với là của Tàu là hai cái nước thù đâu. Bác sĩ Hữu, bác sĩ Vân Hữu của chúng ta ngày hôm nay sẽ có một vài nhận xét với góc nhìn chuyên môn của một y sĩ tốt nghiệp và hành nghề tại Hoa Kỳ về thuốc chủng ngừa mới, không cứ riêng của nước Nga mà những tin vui của Hoa Kỳ. Kính mời bác sĩ. Cảm ơn Du Biên. Tôi phải nói cho rõ, anh nói tôi 50 năm hành nghề, không đúng. 45 năm thôi. 45 hả? 50 năm thì hơi quá, tôi còn trẻ mà. Nhưng mà tức là ở Việt Nam chưa bác sĩ. Rồi, Việt Nam là 75, rồi qua Mỹ là đậu lại bằng tương đương thân nhân 76. Dạ. Thân nhân 76 tới bây giờ. Tức là anh còn trẻ hơn tôi nhiều không? Không phải là 50 năm nha. Dạ. 40 là 44 năm thôi. Rồi là thứ nhất. Thứ hai nữa là đừng có sợ Covid. Phòng mặt tôi không đóng cửa trong cả mấy tháng này, luôn luôn mở cửa. Và tôi luôn luôn hoặc nói chuyện điện thoại hoặc là, và ngày nào tôi gần đây ngày nào tôi cũng ra hết, trong khi những phòng mạch khác bác sĩ sợ ở nhà, còn tôi ngày nào tôi cũng ra mạch. Và cái tin vui đó là tôi để an toàn, tôi thử tất cả nhân viên của tôi, người nào cũng không có hết, tất nhiên là chúng tôi chưa có bệnh nhân nào mà Covid ở phòng mạch và chưa có bệnh nhân nào mà phải từ phòng mạch mà nhập viện vô Covid. Thành quý vị đừng có lo. Bây giờ tin vui là anh Du Biên nói bên Nga đã cho được cái thuốc vaccine. Quý vị thấy, vaccine là phải qua 3 cái giai đoạn. Ok, giai đoạn đầu là thử nghiệm ở trên những một số người thôi. Ok, và giai đoạn 3 là thử lên số rất nhiều người để biết chắc chắn. Thì ở Nga đó, nó chỉ thử trên 76 người, giai đoạn 2 thôi. Thì qua giai đoạn 3 thì Nga vừa thử mà vừa cho phép, nói ok, quý vị có thể dùng cái vaccine này. Thì cái này là không có đúng. Tất cả giới y tế thế giới, từ Mỹ, từ Anh, từ Pháp đều chỉ trích vì đó là không theo cái phương pháp khoa học. Là vì phải thử qua cái giai đoạn 3 với tất cả mọi người đó thì mới biết chắc chắn được là có đúng hay không. Thứ nhất á, họ phải coi vaccine đó nó có hiệu quả, có antibody không là nhất. Antibody đó có mấy chục phần trăm. Tờ thứ hai, antibody đó last bao lâu là thứ ba, và nhất là quan trọng, anti cái thuốc chủng đó có an toàn cho bệnh nhân không. Thì tất cả thế đều lên án Nga. Nga muốn giật le. Thành ra ngày 11 tháng 8, ông Putin nói ô, chúng tôi có thuốc chủng rồi mà rất là rẻ, một mũi $2 thôi, chích 2 mũi, và con gái tôi đã chích rồi. Ok, rồi ông tổng thống Phi Duterte ở Phi cũng giật le cho tôi chích với, nhưng mà chưa thấy chích gì hết. Ok, thành cái này là một cái nó approve để giật le và chưa theo đúng tiêu chuẩn y tế. Ngay ông bác sĩ Fauci cũng lên tiếng ô, cái này là không được vì không coi được cái sinh mạng của người dân như thế nào. Trong khi đó Hoa Kỳ xong giai đoạn 2 trên 46 người, công ty Moderna đã đàm giai đoạn 3 và tuyên bố rằng cuối tháng 9 này sẽ có thể được approve sau khi làm rất nhiều người. Và trong khi bên Nga nó mũi $2, trong khi bên Mỹ thì một mũi $35, chích 2 lần. Và Tổng thống Trump đã chi ra 1 tỷ 500 triệu để mua 100 triệu đô của Moderna cho dân chúng. Không những vậy, ông còn nói những công ty khác, Novavax, gì là Novartis, v.v. cũng đang làm vaccine. Quý vị làm xong á, tôi mua thêm nữa, chứ không phải là ông binh một công ty. Quý vị có công khác, tôi cũng mua luôn. Thì tôi muốn mua cho nhiều, với là khoảng 500 triệu mũi để chắc chắn là người Mỹ nào chết được hết. Và bảo hiểm đều trả, Medicare, Medicaid trả hết. Và hay nữa, dư đó thì chúng tôi sẽ giúp bán cho các quốc gia khác. Dư có thuốc chủng. Rất cái tấm lòng, rất là đẹp, rất là tốt. Và hy vọng mà cuối tháng 9 này mà có thuốc chủng thì mình đâu có sợ. Quý vị thấy dạo gần đây đó thì người ta nói là cái positive tăng. Thì đương nhiên là vì bây giờ Mỹ là thử nhiều nhất trên thế giới,
nhưng mà tăng có lúc trước là tới 70 mấy ngàn, bây giờ xuống còn 46 ngàn thôi. Tuy nhiên số tăng đã giảm rồi, gần số chết hồi trước mấy ngàn, bây giờ xuống mấy trăm, có ngày lên trên ngàn, nhưng mà vẫn so hồi trước rất thấp. Thành quý vị thấy đừng có sợ, phòng mạch chúng tôi mở cả mấy tháng nay, tôi ra ngoài đó tất cả anh em y tá tôi thử không có ai bị gì hết, là thứ nhất. Không có bệnh nhân nào chúng tôi phải gửi đi bệnh viện vì Covid hết, là hai. Và quý vị thấy rằng đó, ở Mỹ này đó, con số bệnh nhân positive giảm và số chết có tăng lên so với một thời gian trước, nhưng mà vẫn giảm so với hồi mới bắt đầu. Không gì sợ. Và nếu cuối tháng 9 này chúng ta có vaccine thì đâu có gì sợ hãi nữa. Quý vị nhớ không? Vấn đề quan trọng nhất, đeo mask, social distance, và quan trọng nhất, rửa tay, về nhà thay đồ liền. Quý vị thấy rõ ràng chưa? Nếu cần quý vị tới phòng mạch tôi ngay, tôi hướng dẫn từ A tới Z, và phòng tôi rất quý vị cao niên tới rất nhiều, không ai bị bệnh hết. Ok. Cảm ơn bác sĩ Phạm Đình Hưởng. Kính thưa quý khán giả, trong những giây phút sắp tới, tình hình ở châu Á Thái Bình Dương nó có hai sự kiện mà bác sĩ Phạm Đình Hưởng sẽ trình bày. Cái thứ nhất là chúng ta biết là từ khi nhậm chức Tổng thống Trump, bất chấp sự phản đối của Trung Cộng, gọi bà Thái Anh Văn là Tổng thống. Đúng. Mời bà Thái Anh Văn quá cảnh Hoa Kỳ, đi qua nước khác thì ghé ngang này, rồi bà đi tùm lum, bà tiếp xúc chỗ này chỗ kia một cách tự vo, ha quý vị thấy không? Rồi thưa quý vị, bán vũ khí tối tân cho Hoa Kỳ mà có luật ra luật đàng hoàng, chứ không phải âm thầm mà bán, lén lút mà bán đâu. Đúng. Ra luật để bán, để bảo vệ cho Đài Loan. Thì thưa quý vị, mới nhất buổi sáng hôm nay là Đạo quốc Đài Loan đã quyết định tăng cái chi phí quốc phòng lên 1%. Quý vị nghe 1% nghe có vẻ ít, nhưng mà nhiều không ít đâu. Bác sĩ Võ Đình Hữu sẽ trình bày. Trong lúc đó thì Asian là Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á lần đầu tiên, thưa quý vị, đưa ra một bản tuyên bố, trong đó nhấn mạnh về những sự giao tiếp giải quyết tranh chấp khó khăn trong vấn đề biển đảo, đặc biệt là đi ngược lại chính sách đàm phán song phương giữa Trung Cộng và một nước nào đó trong vùng. Thì bây giờ ASEAN nói rằng phải nói với chúng tôi luôn là 10 nước, chứ không phải nói riêng có một nước. Đó là một cái thứ nhất. Cái thứ gì là lần đầu tiên ASEAN dám đặt vấn đề chữ Biển Đông đối với cái bản tuyên bố của mình. Bác sĩ Võ Đình Hữu sẽ trình bày. Chút xíu nữa quý vị sẽ nhìn thấy có video số 8 để nói về tất cả những căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng. Kính mời. Vâng, chúng tôi xin cho quý vị biết rằng là với những cái chính sách thay đổi của Tổng thống Trump mà rất tốt là cho người Việt Nam, thì Hội đồng Liên kết quân hội ngoại gồm Hội đồng Liên tôn và đại diện các cộng đồng Hoa Kỳ, Canada và Đức, cũng như các hội đoàn lớn ở đây đó, đã viết một cái thơ và chúng ta đã gửi cho Tổng thống Trump để cảm ơn những cái sự dấn thân và hy sinh đó của Hoa Kỳ. Thứ nhất là chính sách về Biển Đông, thứ hai là vấn đề tự do tôn giáo, thứ ba Tổng thống Trump là luôn luôn nói là chống độc tài và chống chủ nghĩa xã hội và chống cộng sản, cũng như ông cương quyết bảo vệ Đài Loan và các nước Đông Nam Á, thì chúng tôi đã gửi thơ ngày hôm nay. Thứ hai nữa là chúng ta có một petition lâu nay mình cứ nói là sao Chinese, tại sao sao Chinese như vậy là cái C của China thôi, thì chúng tôi muốn đổi tên là Southeast Asia Sea. Và petition đang lưu hành, chúng tôi đã gửi đi khắp nơi và có gần 100.000 chữ ký rồi. Quý vị nhớ, nếu mà nhận được những cái email chúng tôi gửi đi và các bạn chúng tôi gửi đi, quý vị nhớ ký vào cái đó liền. Rồi, và quý vị thấy rằng vấn đề Đài Loan rất là quan trọng. Khi mà Hoa Kỳ có một vị Bộ trưởng Y tế qua thăm, Hoa Kỳ là lấy cái tên China ra các tòa đại sứ và đã bán những vũ khí này sẽ được approve bởi Thượng viện và Hạ viện, chứ không phải là bán lén lút. Hồi trước mà có một số tổng thống bán lén lút cái vũ khí qua Iran là vậy, không có. Bây giờ cái này rất là hay. Thành á, trong những thời gian gần đây chúng thấy có những biến chuyển rất có lợi cho công cuộc tranh đấu cho tự do dân chủ Việt Nam. Do đó trong cuộc bầu cử tháng 11 này rất là quan trọng. Chúng tôi mong rằng tất cả
quý vị phải đi bầu, nhất là những tiểu bang swing state giống như là Florida, Ohio, lá phiếu rất là quan trọng. Thì quý vị nhớ rằng là chúng ta thứ nhất đi bầu để biểu dương sức mạnh cộng đồng, càng số phiếu càng nhiều, sức mạnh càng nhiều. Và thứ hai, để chọn người xứng đáng có thể bảo vệ trên nền tự do dân chủ Việt Nam, có thể tranh đấu với Tàu để chúng ta có thể giữ vẹn lãnh thổ và lãnh hải. Và nhất là hy vọng rằng sẽ có những sự thay đổi lớn lao tại Biển Đông cũng như tại Việt Nam. Thì chúng tôi nghĩ rằng với hồn thiêng sông núi, với sự quyết tâm của người Việt hải ngoại, chúng ta sẽ cùng nhau hợp nhất và tranh đấu, và mong rằng năm 2020 này sẽ có những biến chuyển lớn tại Việt Nam, tại Biển Đông, tại thế giới trong vùng, và nhất là Trung Hoa sẽ có những cái Mỹ sẵn sàng đánh gục Trung Hoa trong vấn đề tự thương mại, về vấn đề nhân quyền và tất cả vấn đề mà quân sự luôn. Chúng tôi mong rằng như vậy, và điều quan trọng nhất là chúng ta hải ngoại quốc nội phải hợp nhất và đoàn kết để có thể đạt những mục tiêu nói trên. Vâng, cảm ơn bác sĩ Võ Đình Hữu. Kính thưa quý khán giả, vừa mới đây, sau khi luật an ninh của Trung Cộng áp đặt cho Hồng Kông, chúng ta thấy tất cả những gì người dân Hồng Kông, đảo quốc này đứng trước một sự đàn áp thô bạo. Chúng ta nhìn thấy những tin tức mới nhất cho chúng ta một cái viễn ảnh đen tối của Hồng Kông, kể như thế giới tự do của chúng ta mất thêm một vùng lãnh thổ. Đáng lý là còn tới gần mấy chục năm nữa, 47, hai mươi mấy năm nữa, hai mấy năm. Họ hứa là 50 năm, 2047 được có 2047 mấy, tức là còn 27 năm nữa thì mới sáp nhập, mà bây giờ Trung Cộng họ làm trước. Thưa quý vị, cái câu chuyện của Hồng Kông, của tỷ phú Jimmy Lai, và đặc biệt hơn nữa là của một nhân vật trẻ mà bữa nay tự nhiên trở thành ra là một nhân vật nổi tiếng như là hoa một lan tầm kinh. Ngày mai chúng tôi sẽ giới thiệu Hoa Mộc Lan ở ngoài đời và huyền sử Hoa Mộc Lan trong chương trình của chúng tôi sáng ngày mai lúc 9:05. Kính mời quý vị nhớ đón xem. Thân ái chào tạm biệt, mời bác sĩ. Vâng, xin chào tất cả quý vị và thân chúc quý vị một ngày thật vui, và nhất là trong mùa dịch này vui, khỏe và nhớ gìn cẩn thận cho gia đình. Sức khỏe là quan trọng nhất. Xin chào quý vị, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.